và không có ngày lâu nữa thì sẽ bắt đầu chương trình văn nghệ của câu lạc bộ Guitar Quốc tế Đà Nẵng. Xin mời một giọng ca, một giọng hát nữ cực kỳ khỏe, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đáng yêu đã theo câu lạc bộ Guitar của chúng ta được 2 năm rồi. Xin mời giọng ca Kim Ngân. Xin chào mọi người. Thì cũng rất là vui vì được biết đến câu lạc bộ cũng như là được tham gia câu lạc bộ cũng đã lâu rồi và được gặp khá là nhiều người bạn dễ thương. Có một điều đặc biệt là mình không phải là sinh viên của trường Bách Khoa, là một sinh viên của trường khác, và được biết tới nhà hội của mình qua một người bạn, đó là bạn Xuân Phạm. Cũng là một người thích hát, người thích nhạc cụ nên mình tham gia câu lạc bộ và đã được học rất là nhiều thứ. Hôm nay cũng rất vui với mọi người một ca khúc đầu tiên làm bộ bài hát trong một bộ phim hoạt hình. Ca khúc cũng khá là nổi tiếng, ca khúc Đêm Cô. Xin gửi how soon this is.